Chào các bạn nhé. Hiện tại mình có đang sửa một chiếc bếp từ với cái thương hiệu là Bruton này này. Nó bị cái lỗi chập chờn khối nguồn. Tức là phần nguồn của nó ấy, là lúc thì nó lên được, lúc này nó không, nó chạy chập chạp tròn đấy. Và mình đang quy về là có đi xe của nó lỗi. Nên tiện thể mình sẽ chia sẻ cho mọi người là mình sẽ độ con Viper 12A hoặc Viper 22A cho cái con IC nguồn của dòng bếp Bruton này này. Thì trên bo này ấy, thì nó đang chạy một con IC có cái mã như thế này. OB226AP. Thì con IC này thì nó có 8 chân, nhưng mà chân 3 là chân LC không sử dụng. Trước đó ấy, thì mình cũng đã sửa một cái bếp từ Bruton này ấy, thì nó lại chạy con là IC là OB226SP. Nó chỉ khác là đuôi AP và SP thôi. Con SP này thì con IC đấy nó lại khuyết chân 7, nó lại không có chân 7. Nhưng về cái cấu trúc chân chức năng thì hoàn toàn giống nhau mọi người nhá. Nó chỉ có khác nhau một chút như vậy thôi. Nên bạn nào mà gặp cái bếp từ với cái thương hiệu là Bruton này ấy, mà nó chạy hai cái dòng IC này ấy, là đuôi là hoặc bếp từ hãng khác cũng được, chạy con IC 2226SP 2226 này ấy, thì chúng ta có thể tham khảo review này để có thể độ sang con IC Viper 12A hoặc 22A thông dụng được nhé. Trước đó mình đã độ cái con IC này rồi nên mình nghĩ là con IC này mình cũng sẽ độ được bình thường. Nó chạy chập chập chờ này, cứ ghim điện thì chạy được tí, sau đó lại rút đầu nguồn ra cắm lại thì nó lại không khởi động được, nó lại không lên, như là nó bị lỗi cái khối khối dao động bên trong của con IC này này, nên tới là nó chạy chập chờn. Nên mình sẽ độ nó sang con Viper 12A. Thì để mà độ nó thì chúng ta phải hiểu được mạch. Thì đây mình để cho mọi người dễ hiểu thì mình đã vẽ cho mọi người tham khảo về chính cái mạch này để chúng ta tham khảo. Thì chúng ta phải biết được chức năng chân của nó nhé. Thì xuất phát này từ con điện trở 47 ôm nhé. Con này nó chạy con 47 ôm, chúng ta thay con khác cũng được. Thì nó sẽ được lọc bởi con đây các bạn này. Dương này, nó được đi qua con 47 ôm ấy. Được lọc bởi con tụ 4,74 400 V này nhá. Đây chính là năng lượng DC cho nó. Thì nguồn dương này nó sẽ chạy đến 5 chân 56. Thì nguồn dương đây nhá, nó chạy đến chân 56 này. Đây là chân 1, chân 2, chân 3 là chân LC nó không sử dụng này, chân 4 này, 56, như vậy là nó đến chân 56. Như vậy là chân 56 chúng ta hiểu nôm na nó là con chân D của con móc phét công suất nằm trong con IC này nhá. Thì nó sẽ ra ở chân S, ra chân 4 là chân S. Bởi vì tại sao mình biết nó ra ở chân 4 này này, bởi vì nó sẽ đi qua một con điện trở bảo vệ quá dòng là con 1,5 ohm này này. Nhiều IC nó sẽ thiết kế như vậy nha, nên mình sẽ biết đấy là chân S. Nó sẽ ra ở chân đấy nó, bởi vì nó có con điện trở nó rơi lấy rơi áp để nó bảo vệ quá dòng mà. Đồng thời ấy, chân 7, chân 8 của nó này. Chân 7, 8 này này. Nó cũng sẽ đi ra cái đầu của cái biến áp này này. Thì đó chính là chân thoát mát cho chân GND, thoát mát cho cái bộ tạo dao động bên trong của con IC này nhá. Do đó chúng ta sẽ thấy là nó sẽ từ chân 4 này, nó sẽ đấu qua con 1,5 ôm ấy, là đi thẳng sang chân 7, chân 8 ấy. Đây này. Chân 4 này đi qua con điện trở thẳng sang chân 7, chân 8 nhá. Và GND mát của phần khối tạo dao động bên trong IC và lọc nguồn cho IC thì nó cũng là ở chân 7, 8 nhá. Chúng ta sẽ ý này, nguồn chân chân 1 của nó là chân VCC. Đặc biệt là con này ấy, thì là nó sẽ có phải có điện trở mồi. Nó có con 20 này này các bạn này, điện trở 20 này. Nó lấy nguồn dương từ 300 V này, đưa vào chân 1 của nó là điện trở mồi nhá, đây nhá. 300 V này này, nó đi qua con điện trở 20 ấy, nó đi vào chân 1 nó. Thì chân 1 của nó thì nó có con tụ 10 mi 50 V lọc này. Lọc so với GND so với mát của nó là mát ở chân 7 8 nhá. Nó khác với mát của cái toàn mạch này các bạn ạ. Các bạn nào xem các video mình phân tích mạch hạ áp trực tiếp thì các bạn đã hiểu rồi. Đây là một cái mạch hạ áp trực tiếp mà nó hạ áp từ 300 V ra nguồn 18 V và nguồn đầu vào có thể thay đổi nhưng mà nguồn đầu ra 18 V vẫn ổn định mọi người nhé. Tiếp theo nó có một cái chân 2, nó chỉ qua một con tụ dập xung nhiễu đi về GND của nó là chân 78 thôi mọi người ạ. Và tất nhiên là chân 1 này nó sẽ phải có nguồn phản hồi 18 V về lui cho nó nhé. Thì các bạn để ý này, cái năng lượng DC nó chạy từ chân 67 này đi sang chân 4 này, rồi đi qua con điện trở bảo vệ quá dòng ấy, thì nó sẽ tới đây, nó sẽ đi qua cuộn dây này, thì bên này ta sẽ thu được là nguồn 18 V luôn nhá. Đi qua cuộn dây này chính là cái trong biến áp ấy, thì bên này ta sẽ thu được 18 V luôn, nó lọc trên con tụ 25 V 220 mi này. Con tụ chân của nó đây
Dương đây, gờ đầu đây đây, mình đặt cho mọi người tham khảo đúng không? Tụ tàu ấy nhá. Thì cái nguồn 18V này ấy, nó sẽ được xung dương đây này, nó sẽ được chỉnh lưu qua một con diode. Các bạn để ý này. Xung dương đây này. Nó sẽ đi qua một con diode để ngược trở về chân 1 là chân nguồn nuôi nhá. Ngược về chân 1 nguồn nuôi và có con tụ lọc đấy mọi người ạ. Thì như vậy là chúng ta đã hiểu chức năng của con IC UB226 này. Thì để một độ nó thì con Viper 12A thì rất thông dụng, thì nó sẽ như thế này đây. Đây mình có vẽ qua cho mọi người này. Thì chân 5, 6, 7, 8 của nó là chân D rồi. Của con MOSFET thì như vậy là chân 5, 6, 7, 8 này chúng ta sẽ đấu vào chân 5, 6 của con này. Và chân 1, 2 của con IC này ấy, nó chính là chân S đầu ra và cũng chính là chân thoát mắt cho bộ tạo dao động luôn. Con IC này là nó không có mạch, không có con điện trở bảo vệ quá dòng bên ngoài. Do đó là chúng ta sẽ chân 1, 2 của con IC Viper này chúng ta sẽ đấu vào chân 7, 8, 4, 4, 7, 8 của con IC này là được. Tiếp theo này, nguồn VCC ở chân 1 này thì chúng ta sẽ, vị trí này chúng ta sẽ đấu vào chân 4 là chân VCC của con Viper. Và đặc biệt là riêng con Viper ấy, thì chúng ta sẽ phải có một con DZ18V dòng tràn từ chân 4 ngược trở về chân 3 để lấy dòng lấy đến đường FB cho chân 3, chân 3 chân FB của con IC Viper 12 hoặc 22A mà. Nên chúng ta khi độ con Viper 12A này chúng ta sẽ chuẩn bị con IC này 1 và chuẩn bị một con DZ này là 2. Bạn nào mà không có DZ ấy, thì chơi một cái trò nữa là tháo sử con DZ ở chân G, IGBT sao mà lắp cũng được mọi người nhé. Khi các đấy là cho các bạn không có, còn mình thì mình có đầy. Bởi vì cái con DZ ở chân G, IGBT này nó chỉ là con DZ bảo vệ thôi. Còn nó khi hoạt động bình thường nó chẳng có tác dụng gì cả, khi mạch hoạt động bình thường ấy. Mấy hôm trước, đợt trước ấy, thì mình có độ cũng cái dòng con bếp từ Bluetooth này này, bếp cảm ứng ở đây là bếp phím bấm thôi. Nó chạy con IC mà có đuôi SP này, thì là cái mạch nguồn của nó thì chỉ tạo ra nguồn 18V thôi. Tức là trên cái pin áp này này, nó không có một cái quận ký sinh, mình gọi là quận ký sinh, để nó tạo ra nguồn cho 7805 ấy. Thì nó nguồn 7805 nó được hạn từ 18V ra luôn. Nhưng riêng cái mạch này thì nó có một cái quận ký sinh riêng này. Cái quận ký sinh, quận riêng đấy thì nó chính là đây. Và đây mọi người này, GND đây, GND toàn mạch. Và đây nó được chỉnh lưu qua con diode này, lọc của con tụ này, tới chân in của con 78L05 này này. 78L05 ấy, để cái nguồn này nó sẽ rơi vào tầm ra, nó rơi vào khoảng 8 hoặc 9V như các bếp từ khác. Nó là chân in của 78L05, sau đó nó sẽ hạ ra 5V cho vi xử lý các bạn nhé. Bây giờ chúng ta đã hiểu được mạch nó rồi, bây giờ mình sẽ độ, sau đó mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách mình đặt linh kiện như thế nào nhé. Mình chỉ cần thêm con lấy con Viper và một con DZ18V thôi. Như mình bảo rồi, bạn nào không có thì tháo luôn con DZ ở chân GIGBT cũng được. Bây giờ mình sẽ làm nhé, rồi sẽ chia sẻ cho mọi người. Mình đã độ cho nó con IC Viper 22A mọi người nhé. Đây là cái lô IC mình mua bên Trung Quốc rẻ bèo. Nhưng mà mình thay khá nhiều rồi, chạy vẫn bình thường. Thì đây mình sẽ cho mọi người tham khảo này. Thì khi mà độ ấy, khi độ nó lên ấy, thì con 2M này mình sẽ phải bỏ đi nhá. Bởi vì là bản thân là con Viper nó không cần con điện trở mồi, mà bản thân nó có điện trở mồi từ chân D đưa vào khối dao động luôn rồi, bên trong IC rồi, nên chúng ta sẽ bỏ con 2M đi. Và con điện trở 1.5 bảo vệ quá dòng này chúng ta cũng bỏ nó đi nữa nhá. Mình đã bỏ hai con này đi. Nó ở vị trí đây và đây này. Và mình câu rồi, các bạn để ý mình câu này. Mình cũng cắt mạch ở đây nữa này. Ở chân 1.2 ấy, chân 1.2 này mình cắt ngang này đi để tách khỏi chân 1.2 đó đi. Sau đó mình hàn hai chân một chân 1.2 của Viper vào, mình cắt bỏ đi nha, để mình vẫn tận dụng con tụ 104 này cho chân 3 của con Viper nhá. Thì mình cắt nó đi nhá. Mình cắt tách nó đi khỏi này. Tách đi khỏi này và mình hàn chập hai chân 1.2 lại. Sau đó mình sẽ hàn câu một phát từ 1.2 đưa sang chân 78. Chân 78 nó chính là chân GND thoát mát cho bộ tạo dao động rồi. Đây này, chân 1.2 mình đấu sang chân 78 này. Chính là cái dây này mình đấu sang nhé mọi người nhé. Và nữa ấy, là chân 5, 6, 7, 8 của con IC Viper này nó lối dính nhau mà. Mà bên này thì chúng ta chỉ trùng được chân 5, 6 thôi. Do đó chân 7, 8 là mình đã không cắm nó xuống bên này. Mình ở đây mọi người này, mình đã bẻ chân 7, 8 lên phía trên và mình hàn chập bên trên này cũng được. Hoặc chúng ta không cần hàn cũng được mọi người nhé. Tóm lại là chân 7, 8 là không dính xuống cái mạch in dưới. Nó chỉ cần dính chân 5, 6. Bởi vì 5678 là của Viper nó dính nhau mà. Như vậy là mình đã xử lý được hai chân. Đó là chân 12 và chân 7 5678.
chỉ còn hai đường nữa là chân 3 và chân 4 thôi. Thì cái chân 4 ấy, cái đoạn cắt này này thì đây chính là VGC mà nó chính là chân 1 của con UB226 ấy. Thì mình chạy theo một cái dây đồng này, đi chạy thẳng vào chân 4 là chân IC Viper 12 trên VGC cho VCC cho IC Viper ấy. Và tiếp theo mình sẽ có thêm một con DZ từ cái chân VGC là chân 4, đây vẫn là chân 4 mà đổ tràn vào chân chân 3, đó là chân FB của IC Viper nhá. Và mình cũng câu tận dụng con tụ 104 này dập mát nữa. Nó sẽ có chân 3, nó sẽ có con tụ 104 dập mát về chân 12 mà mình vẫn lợi dụng cái con tụ zin bản của nó này. Và bây giờ mình sẽ test thử cho chúng ta tham khảo là nguồn nó ra ok không nhá. Nhiều bạn không chuyên môn hoặc muốn nhanh thì mua cái bo đá lăng, như mình nói thẳng luôn là cái bo đá lăng 25 hoặc 23 nghìn, hoặc nơi nào và đắt bán thì 30-35 nghìn, nhưng mà nó chả bền mọi người ạ, chán lắm. Nhưng với cái chế độ mình độ chế này nó rất là đơn giản, mà mình chỉ mất có vài nghìn, chưa đến 3 nghìn. Con Viper này mình mua bên Trung Quốc, tất nhiên bên Việt Nam chúng ta sẽ mua phải 6 nghìn rưỡi đến 8 nghìn mọi người ạ. Còn con DZ 18V này không cần nói rồi, bởi vì nó quá nhỏ, nó không tính đánh đá mạnh. Tất nhiên là trong quá trình sửa chữa mình sẽ ghim nguồn qua một cái bóng đèn xoay đốt 75W để có sự cố gì thì nó không sao nhá. Cái ổ điện của mình thì mọi người sẽ biết hết rồi, bạn nào xem nhiều video của mình ấy. Thì mình sẽ đo nguồn 18V ra ở trên con tụ ở 225V 220mm này. Đây chính là nó này, đây là dương này, dương ở đây này, và đây là âm này, âm lấy ở đây được này. Cái này nó có sơn keo lên, mình phải dí mạnh đấy mọi người ạ. Đây, từ đây vào đây đi là mình sẽ đo được cái nguồn 18V ra đấy. Và chế độ chờ này khả năng nó sẽ là 19V chứ không phải 18V nữa, nhưng chẳng vấn đề gì đâu các bạn ạ. Mình ghim điện này, đấy, nó có tiếng kêu nhá. Ô, có tiếng kêu không có nguồn này, nó chưa tiếp thôi các bạn. Đấy, nó đã tiếp rồi này, nó ra được 19V ok này. Mình đang dùng con DZ 18V mà. Và mình sẽ đo một cái cuộn ký sinh này nữa này, nó tạo ra chân nguồn 809V cho 7805 để tạo ra 5V ấy. Mà nó có tiếng kêu được này, cho con ICV xử lý nó chạy đấy mọi người nhá. Thì đây mình sẽ đo cho mọi người tham khảo này, cái nguồn của nó này, nó đi qua con diode này, chỉnh diode này, đấy, được khoảng 8,9, tức là 9V đấy, đi qua 7805 ra được 5V thì bắt đầu nó mới có tiếng kêu tít đấy mọi người nhá. Như vậy độ khá đơn giản nhá, mình rút ra mình cắm lại này. Đấy, ok nhá. Bây giờ mình sẽ lắp hoàn thiện xem nó có chạy không. Thực ra con này ấy, mình còn con điện trở cầu trì mình thấy nó ra han dỉ, mình thay con điện trở cầu trì khác. Và con tụ 4,7mm 400V này mình thay bằng con 6,8 400V. Đợt vừa rồi mình mua một nô này rất là rẻ, tụ lòng nguồn đấy 8,2mm chứ, cho nó tốt. Thường là mình hay lắp con 10mm cơ, nhưng mà mua cái lô 8,2mm này như là người ta dã ra từ cái sạc điện thoại ấy, nhìn nó chất lắm. Tụ đấy chúng ta không cần quan tâm đến chỉ số chuẩn mà. Thằng Bruto này nó còn có cả cái nhựa này để mà chống côn trùng vào cái phần điều khiển, phần nguồn mạch này nữa, cũng khá là hay. Nhưng mà thế mà nó vẫn xỉn bẩn đây, kể cả cái này nữa này mọi người này, để nó lựa gió chạy thẳng vào phần nhôm ấy các bạn ạ. Mâm từ của nó khá là chất này, mâm từ dây nhôm thôi nhưng mà nhìn khá là chất. Con này nó không có VR chỉnh dòng mọi người nhá. Nhà sản xuất họ tính ok luôn rồi. Tất nhiên là mình vẫn có thể can thiệp vào được con điện trở trên cái đường R-Sun ấy. Mình sẽ ghim điện xe nó chạy ok không nhá. Đấy, nó bắt nổi luôn các bạn ạ. Loan được 9,6A mà 2000W, 2100W thật nhá các bạn này. Như vậy là mình đã hướng dẫn mọi người độ một con IC nguồn OB2226
AP hoặc SP. Con nếu mà đuôi SP ấy, thì nó sẽ khuyết chân 7 nhá mọi người nhá. Thì chúng ta vẫn độ như này thôi. Sang một con IC thông dụng hơn là Viper 12 hoặc 2AA, chúng ta chỉ cần thêm con IC này và một con DZ 18V tràn từ chân VCC và chân 3FB cho con IC Viper ấy, là chúng ta sẽ xử lý được mạch nguồn nó chạy ok nhá mọi người nhá. Mình sẽ kết thúc video này ở đây. Các bạn xem các video mình thấy hữu ích ấy, hãy like và đăng ký nhá, cho bạn nào chưa đăng ký ấy, để có thể cập nhật được những video chia sẻ khác của mình. Chào tạm biệt các bạn nhé.